Nó là một cái sự đồng cảm với những người cùng cảnh ngộ, và hơn hết nó là một cái sự trách nhiệm, là một ý chí rất kiên cường của một người lính. Trong chiến đấu, anh Tản đã không sợ hy sinh, mất một phần cơ thể cho đất nước. Trong thời bình, anh lại không ngại chia sẻ, nâng đỡ đồng đội cùng cảnh ngộ khó khăn. Vì vậy, để tri ân anh và để đồng hành cùng anh, tiếp thêm cho anh sức mạnh, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, và tôi đã xuất hiện trong chương trình này, mong muốn là tôi sẽ là người chiến thắng với số tiền lớn nhất, cao nhất có thể, để cùng chia sẻ với anh, vì anh hoàn toàn xứng đáng. Đó là câu chuyện mà chị Hà doanh nhân vừa mới kể chúng ta nghe về anh Tản quý vị. Phải nói xem xong thì thật sự chúng ta đau đớn trong lòng. Làm sao anh ấy sẽ có một số vốn, số tiền để có thể lo cho gia đình. Bởi vì nói cho cùng thì chúng ta còn đầy đủ nguyên vẹn, chúng ta còn khó, đừng nói chi là anh Tản quý vị nhé. Vậy mà anh cũng vẫn tham gia rất nhiều chương trình xã hội, mong đem đến xã hội chúng ta rất là nhiều điều tốt đẹp. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón doanh nhân Nguyễn Thị Hà. Rồi, chào người đẹp. Chào anh Quyền Linh, chào tất cả quý vị trong trường quay cũng như là quý vị đang xem chương trình phát sóng Vì Bạn Xứng Đáng. Hôm nay thì doanh nhân tham gia với nghệ sĩ coi nó như thế nào ha. Thật sự mà nói thì chúng tôi cũng rất là ngưỡng mộ những người doanh nhân đã nỗ lực hết sức mình để là cống hiến cho đời, và đâu đó thì thấy rất nhiều doanh nhân đã làm những công tác xã hội từ thiện, và bạn cũng thế. Hôm nay bạn có mặt ở đây cũng là niềm vui rồi. Hy vọng với những nỗ lực của bạn, bạn sẽ trả lời những câu hỏi. Cái cuối cùng là làm sao ta có nhiều, thật nhiều tiền cho anh Tản thôi. Vâng ạ. Hà em sẽ nhá. Cố gắng hết sức ạ. Rồi, cố gắng Hà nhá. Dạ vâng ạ. Chúc Hà may mắn. Dạ. Quỳ Linh chưa biết đáp án, Hà chưa biết đáp án, tất cả mọi người chưa biết đáp án. Chúng ta hãy đi tìm đáp án của Vì Bạn Xứng Đáng. Ngay bây giờ thì bạn Hà sẽ đến với 5 vòng chơi khác nhau, với các câu hỏi khác nhau, các mệnh giá khác nhau. Vòng chơi đầu tiên mệnh giá là 10 triệu đồng. Vòng chơi thứ hai 15 triệu. Vòng chơi thứ ba là 20, thứ tư là 25 và cuối cùng là 30 triệu. Tổng cộng bây giờ chương trình Vì Bạn Xứng Đáng gửi tặng cho Nguyễn Thị Hà 100 triệu. Yeah. Sau đó bạn sẽ dùng số tiền đó mua những cái gợi ý nếu chúng ta không tìm được đáp án. Vâng ạ. Bạn đã sẵn sàng? Dạ, em sẵn sàng. Chúng ta sẽ bắt đầu vòng 1, mệnh giá 10 triệu đồng của chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Câu hỏi như sau. Hỏi rất nhiều vấn đề. Chúng ta có một gợi ý được tặng, mở. Loại hình nghệ thuật. Tức là trong nghệ thuật nó có rất nhiều loại hình. Như dạ, là ca múa, ảo thuật, chèo, tuồng, vân 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 ha. Vâng. Rồi, chúng ta có 9 gợi ý còn lại, bạn phải mua thấp nhất là 50 ngàn, cao nhất là 3 triệu đồng. Đây là những mệnh giá tiền, nó trộn lẫn với các con số tương ứng từ 1 đến 9. Hà có thể chọn bất kỳ con số nào. Mời Hà. Dạ, em xin chọn số 1. Mở số 1. Mệnh giá số 1 là Mới vào mình mua đúng 2 triệu luôn. Lớn quá. Doanh nhân mà xài sang. Dạ. Hy vọng rằng cái số này nó thấp thấp lại chút xíu. 2 triệu mua được gì? Mở gỉ. Người nguyên thủy. Câu này nó cũng đang hơi mơ hồ quá anh. Ví dụ như nhảy múa chẳng hạn. Người nguyên thủy là họ không biết thôi, là ngày xưa thì mình đoán vậy thôi, tức là ngày xưa họ hay nhảy múa rồi đại khái gì đó, chứ chưa có hát, mà chưa có sân khấu, chưa có điện ảnh, chưa có gì, thì chắc là nhảy múa, tôi nghĩ là như vậy, thí dụ vậy đó ha. Dạ. Rồi mình mua một số nào đó đi. Em chọn số 3. Mở số 3. Cứ nghĩ trong đầu nha, để xem người nguyên thủy ngày xưa là tay rất là dài ha, nhảy lưng tưng rồi múa máy này kia. Mệnh giá số 3 là 1.750.000 đồng. Mua được gì? Lòng trắng trứng. Không lẽ là môn nghệ thuật chiên trứng?
Em cũng chưa hình dung được cái loại hình nghệ thuật này á. Người nguyên thủy, lòng trắng trứng. À, ôi khó quá, mua đi. Em mua số 5 ạ. Mở số 5. Mình cứ lo nghĩ trong đầu em tưởng tượng con người nguyên thủy họ làm gì nha. Mệnh giá số 5 là 200.000 đồng. Chúng ta xem gửi họa sĩ người nguyên thủy mà lòng trắng trứng, xong rồi lại là họa sĩ. Em đang nghĩ là không biết có phải là cái điêu khắc. Đúng rồi, điêu khắc. Em còn nghĩ gì nữa không? Em thêm một số nữa đi. Thêm số mấy? Dạ, em thêm số 7 ạ. Mở số 7. 1357 rồi. 1357 ha. 24 chủ nhật hả? Mệnh giá số 7 là 1 triệu đồng. Cũng tạm. Chúng ta đã mất đi 50% số tiền. Bây giờ mình còn 5.050.000 đồng. Cố gắng. Nếu có gửi tốt mình chốt luôn nha. Yeah. Mở gửi trường phái. Sao càng ngày nó càng rối vậy? Đâu, điêu khắc có nhiều trường phái. Em hiểu không? Hội họa. Dạ, chốt nha. Chốt đi. Chốt đi. Ok, chốt. Chốt gì? Em chốt hội họa. Chốt. Hội họa. Đúng hay sai? Mời các bạn xem đáp án. Hội họa. Nó vui lên, thoải mái lên hả? Dạ. Thoải mái lên đi. Dạ. Ha? Hội họa là một đáp án chính xác. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Nhất trí, nhì vân, tam lân, tứ cẩn. Màu vẽ, phong cảnh, vải toan, cọ. Để chúng ta xem cái gì về lòng trắng trứng nha. Những bức tranh cổ điển thời gian đầu sử dụng bằng lòng trắng trứng cùng với một số chất tạo màu theo keo trứng đó để làm màu vẽ, sau đó sơn dầu xuất hiện và được coi là loại màu tốt nhất để thể hiện của hội họa. Mình xem số tiền của Hà tới đây có bao nhiêu. Khi mới đến đây, trong tài khoản chương trình, Hà có 0 đồng. Dạ. Kết thúc vòng 1, Hà có số tiền là bao nhiêu? 5.050.000 đồng. Có vốn rồi đó. Mới mở màn có vốn rồi, đừng lo ha. Dạ. Thoải mái lên, cứ chờ thoải mái lên. Cho chúng tôi kết nối với hiện trường nào. Lâm Vĩ Dạ xin được chào anh Quyền Linh và chị Hà. Hiện tại thì Lâm Vĩ Dạ đang có mặt tại nhà anh Trần Văn Tảng cùng với sự hiện diện của anh Dương Hồng Hải, đại diện cho Hà Eva và những người thân của anh Tảng. Như quý vị cũng đã thấy, hiện tại thì không có sự xuất hiện của anh Tảng ở đây bởi vì chúng tôi muốn tạo cho anh một sự bất ngờ. Và kết thúc vòng 1 vừa rồi thì chị Hà đã mang về cho mình số tiền thưởng là 5.050.000. Chị ơi, chị đừng quá lo lắng và hồi hộp bởi vì đây chỉ là bước khởi đầu thôi. Tất cả mọi người đây sẽ luôn ủng hộ chị. Chị Hà ơi, cố lên nào! Rồi, cảm ơn nha. Chút xíu mình sẽ gặp lại. Ngay bây giờ thì Hà sẽ tới vòng 2 vì bạn xứng đáng. Vòng 2 mệnh giá là 15 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Ai gợi ý cầu thủ bóng đá? Em biết không? Em lại không thích loại hình này. Trời ơi, nó chết rồi. Em thích gì? Em thích ca hát thôi. Ca hát hả? Dạ, anh nói ca sĩ nào thì chắc em biết á. Vậy đó hả? Bóng đá là chắc. Rồi đâu, hát thử một bài chắc nào coi. Chắc vòng này thua rồi đó. Hát thử một bài nào coi. Cho nó không khí nãy giờ như vậy. Nãy giờ em chưa nhập cuộc, thành ra là em hát cho nó thoải mái đi, nhập cuộc nha. Hồi hát bài gì hay thì hay bài vào ruột của em đi. Khi mà em tham gia cái chương trình này á, và em có tìm hiểu về hoàn cảnh của anh Tảng, chủ đề chính của nhân vật của hôm nay, thì em xem hoàn cảnh của anh thì em rất là xúc động. Và nếu có thêm thời gian một chút thì em tặng cho anh ấy một bài hát ngắn thôi. Rồi hát thử đi, hát đi em tặng luôn đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Điều đó rồi xảy ra. Em biết và em biết
anh chiến thắng trở về, đôi vai gầy và đôi mắt sâu, tóc đã điểm bạc, làn da nay da màu xương gió. Bởi chiến tranh đâu phải cho đùa. Hay lắm, rất hay, rất ngọt ngào. Chiến tranh không phải trò đùa. Tất cả mọi người trên thế giới không ai mong muốn chiến tranh cả. Tất cả mọi người mong muốn hòa bình. Cảm ơn em đã đến giai điệu ngọt ngào. Bây giờ bình tĩnh chưa? Dạ. Chúng ta bắt đầu đi tìm cầu thủ bóng đá này là ai nhé. Có 9 gợi ý còn lại. Mở. Thấp nhất là 50.000, cao nhất là 4.5 triệu. Mời Hà, chọn đại con số nào đi. Em vẫn là bắt đầu con số 1. Mở số 1. Mệnh giá số 1 là bao nhiêu? 600.000 đồng. Mua được gì? Việt Nam. Rồi, thoải mái rồi. Yeah. Việt Nam chắc em biết một vài tên, bởi vì gần đây bóng đá rất là nổi và hiện nay bóng đá đã gọi là lên một cái tầm cao mới. Yeah. U23 mới đây. Đúng rồi. Thí dụ, tên gì? Em cái gì? Cái gì mà Hải? Hải hả? Rồi. Bây giờ chúng ta mua bất kỳ con số nào, mời Hà. Em vẫn tiếp tục đi theo con số lẻ là số 3. Mở số 3. Cầu thủ nào đây? Mệnh giá số 3 là 300.000 đồng. Mua được gì? Chốt luôn ha. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Em có nhớ một cái tên nào đó mà nổi tiếng được câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức không? Cái này là em không ham lắm, cho nên là coi để động viên cổ vũ thôi chứ không có nhớ tên. Cái đó là cái dở của em. Rồi giờ sau đợt này đi coi bóng đá nha. Em mua tiếp một số nữa đi. Em chọn số 5. Mở số 5. Mệnh giá số 5 là 2.650.000 đồng. Mở gỉ. 1995. Trẻ dữ ta. Trẻ. Dạ, yeah. Chắc là trong đội tuyển U23 mà. Dạ. Yeah. Đội tuyển câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, nếu mà 95 là thuộc U23 rồi. Yeah. Là cái đợt vừa rồi đó. Cái đội đó nó đông lắm mà. Đó đội đó đông lắm. Giờ sao biết ai đấy. Chắc là phải mua thêm chứ tên em còn không nhớ mà năm sinh sao em nhớ được. Được. Dạ, thật thà thế là tốt. 7. Ủa mình không biết, mình không biết. Dạ. Đâu có sao đâu, sợ. Số mấy? Số 7 ạ. Mở số 7. Mệnh giá số 7 là trời ơi, 3 triệu. Xài nhiều tiền quá. Mở gỉ. Rồi. Tiền đạo. Tiền đạo là cái anh mà luôn luôn đá vô bóng vô gôn đó. Cái anh mà hả đứng đầu tiên nhất mà anh nó rất là quan trọng luôn. Anh nó đá bóng vô gôn đó. Cái ông mà tóc hơi quăng quăng cũng đẹp trai ha. Chắc là Công Phượng rồi anh. Ừ. Vậy đi. Dạ. Đó là ai? Em chốt Công Phượng. 3, 2, 1. Chốt. Như vậy là bạn Hà đã chốt Công Phượng. Đúng hay sai quý vị? Chúng ta chờ vài phút Quyền Linh sẽ quay trở lại. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với vòng 2 Vì Bạn Xứng Đáng. Ở đây thì Nguyễn Thị Hà đã chốt là tiền đạo Công Phượng. Đúng hay sai? Mời quý vị xem đáp án. Chúc mừng em nha. Dạ. May quá, đúng. May quá.
Em kinh doanh về lĩnh vực gì hả? Dạ em đang là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tinh dầu Thiên nhiên. Chuyên kinh doanh về các cái sản phẩm để làm thơm, làm đẹp cho xã hội, cho con người. Hàng chị nói gì đứng thơm quá. Tinh dầu đâu thơm quá. Rồi Nguyễn Công Phường một đáp án chính xác. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Nghệ An, cầu thủ số 10 ghi bàn nhiều bàn nhất năm 2018. Câu lạc bộ Incheon United vô địch AFF Cup năm 2018. Công Phượng là một người rất là quen thuộc với chúng ta ha. Và bây giờ chúng ta tổng cộng số tiền hai vòng chơi Nguyễn Thị Hà có được là bao nhiêu? 5.050.000 đồng là kết quả của vòng 1. Cộng với vòng 2, Nguyễn Thị Hà có số tiền là 13.500.000 đồng. Chúc mừng em nha. Dạ vâng. Chúng ta sẽ tiếp tục vòng 3 vì bạn xứng đáng. Vòng 3 mệnh giá là 20 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Hỏi rất nhiều vấn đề. Gợi ý. Thực vật ăn quả, cái này chắc em biết nè. Thực vật ăn quả. Chúng ta có 9 gợi ý còn lại. Thấp nhất là 100 ngàn, cao nhất là 6 triệu. Rồi, mời Hà. Chọn bất kỳ con số nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em vẫn bắt đầu từ con số 1. Số 1, mở. Hai triệu đồng. Chúng ta xem gợi ý. Thân gỗ. Thực vật nào cũng thân gỗ mà. Đúng rồi, nó chung chung lắm, mua tiếp đi. Dạ. Em nhảy qua số 5 luôn à. Số 5, dạ. Mở. Thực vật ăn quả thân gỗ. Mệnh giá số 5 là 100. Wow. Chắc xỉu. Wow. Số tiền cao quá, 3.500.000. Mua được gì? Trời, cũng như không. Tức là một cái loại thực vật ăn quả này thân gỗ mà nằm ở nhiệt đới ở Việt Nam, Lào, Campuchia này kia ha. Nhiều quá. Nói chung quá. Một số nè em. Dạ. Em quay lại số 3. Mở số 3. Mệnh giá số 3 là 400.000 đồng. Chúng ta mua được gì? Ballet. Tức là đây là một cái loại gọi là thực vật ăn quả liên quan đến cái địa danh này. Em có hay đi công tác nước ngoài không? Dạ có, nhưng mà cái nước này em chưa đi. Xui quá. Đây là loại gì nha? Ballet. Mời em. Thôi chọn một con số chẵn đi. Số chẵn. Em xin chọn số 2. Mở số 2. Đổi phong thủy ha. Dạ, đổi phong thủy. Áp lực quá. Áp lực quá. Mệnh giá số 2 là đau lòng. Đau lòng quá. 4 triệu mua được gì? Mở. Thơ Hồ Xuân Hương. Được rồi. Thơ Hồ Xuân Hương. Thân em như gì đó. Mít hả? Hả? Mít hả? Thơ Hồ Xuân Hương đúng rồi đó. Thân em như quả mít. Ủa sao mít mà nó ở bên Bangladesh ta? Mít ở đâu cũng có em. Nhưng biết đâu nó bắt nguồn từ Bangladesh thì sao? Mua tiếp thì sợ tốn tiền. Mà không mua thì em chốt cái gì? Mà không mua thì chốt rồi sợ không đúng. Cái nào tốt hơn nè? Nếu chúng ta mua đó, nếu cao nhất chúng ta mất 6 triệu, chúng ta vẫn còn 4 triệu mấy. Nếu chúng ta không mua, chúng ta không biết trả lời, chúng ta trả lời sai, chúng ta mất luôn 10 triệu 100, cái nào hơn? Vậy em mua đi. Em mua đi. Thôi giờ không biết sao ta, anh cũng biết sao luôn á. Thôi giờ lỡ rồi anh tản mà anh ở quận 4 thì em chọn số 4 đi. Số 4. Mở số 4. Mệnh giá số 4 là
100.000, hay quá. Nha, ra cái này em cố gắng tập trung hết sức mình chốt nha Hà nha. Dạ. Nào, mở gỉ quả có gai. Vậy là chắc nó rồi đó anh. Chứ còn nhiều không, lẽ thân em như quả sầu riêng. Đúng rồi đó, nó rồi đó. Không lẽ thân em như quả chuối già. Không lẽ thân em như là quả bí gì đó. Dạ. Em chốt. Chốt đi. Quả mít. Mít. Thân anh như quả mít. Anh mới đúng là mít nè. Nào, 3, 2, 1. Chốt. Chốt. Quả mít. Chúng ta xem đáp án. Quả gì? Quả mít. Quả mít. Những gợi ý còn lại. Ruột có muối màu vàng, mít tố nữ có nhiều nhựa màu trắng, hạt ăn được. Rồi bây giờ chúng ta xem số tiền có bao nhiêu. 13.500.000 đồng là kết quả của hai vòng chơi. Vòng chơi thứ ba, Hà có số tiền là 23.500.000 đồng. Đó, lên rồi đó ha. Bắt đầu số tiền tốt rồi đó. Chúng ta sẽ tiếp tục vòng 4 vì bạn xứng đáng. Vòng 4 mệnh giá là 25 triệu đồng. Câu hỏi bắt đầu. Ở đâu? Gợi ý. Quốc gia châu Âu. Em có đến châu Âu lần nào chưa? Dạ chưa. Trời ơi sao mà em nói đi mà tôi... Dạ em đi Mỹ, đi châu Á, rồi đi Ấn Độ rồi đó, những cái vùng mà em tức là tinh dầu. Em lấy tinh có dầu. Liên quan, châu dạ. Âu không có đúng không? Dạ. Chúng ta có 9 gợi ý còn lại. Mở đi. Thấp nhất là 100.000 đồng, cao nhất là 7.500.000. Em chọn số 2 ạ. Số 2. Mở. Bây giờ tới cái gì? Ở đâu? Ở đâu ở quốc gia châu Âu này đây? Mệnh giá số 2 là 3.750.000 đồng. Khởi đầu. Mua gỉ. Lớn quá. Giáp với Đại Tây Dương. Châu Âu, nói châu Âu thì mênh mông luôn. Nó khối EU á, nó rộng lắm. Nó có Tây Ban Nha, có Đức, có Pháp, có Ý, có tiệp khác, có Hà Lan, có Xíp, vân vân. Nhiều lắm. Mua tiếp. Em chọn số 4. Mở số 4. Chúng ta vừa vào giáp với Đại Tây Dương. Thử xem trên bản đồ giáp với Đại Tây Dương là những nước nào thuộc về châu Âu. Mệnh giá số 4 là 500.000 đồng. Mua gợi ý gì? Mở. Khối NATO. Chưa bao giờ tới đó đúng không? Dạ. Mua số mấy em? Em mua số 7. Mở số 7. Mệnh giá số 7 là 250.000 đồng. Tốt rồi đó. Nào, mở gợi ý đi. Đế quốc thực dân tồn tại lâu nhất. Thực dân thì chỉ có thực dân Pháp. Mình chọn thêm một số nữa đi anh. Số mấy? Số 6. Mở số 6. Mệnh giá số 6 là 2.500.000 đồng. Chúng ta xem gợi ý. Cực Tây của châu Âu. Tây của châu Âu. Cực Tây của châu Âu. Tây nằm đâu ta? Đại khái mình chỉ dựa vô cái khối NATO này nè. Khối NATO có những cái nước rất mạnh như là Anh, Đức, Pháp, vân vân. Số 5 đi anh. Số 5 mở. Mệnh giá số 5 là Ôi trời ơi, sao to thế? Quá to rồi. Chúng ta xem. Gợi ý là gì? Rượu vang, Proto. Proto.
Em nghĩ là rượu vang thì chắc là ở Pháp. Em nghe rượu vang là em nghĩ tới Pháp đúng không? Dạ, nhưng mà cái chữ Porto này em cũng không muốn rượu, thành ra em cũng không biết. Porto, chắc có lẽ em mua một số nữa. Dạ, em mua xin mua số số 3. Mở số 3. Bởi chúng ta không có gì, em cứ nói nhiều lên nha, em nghĩ được cái gì em cứ nói đó. Rồi mình cùng nhau cảm nhận và chốt thôi. Mệnh giá số 3 là một triệu. May quá. Một triệu mua được gì? Mở. Cristiano Ronaldo là gì? Một cầu thủ nổi tiếng ở nước gì? Em nghe đâu ở bồ bồ gì á. Cristiano Ronaldo là ở Bồ Đào Nha. Ronaldo là ở Brazil. Bồ Đào Nha nó có phải là chỗ cái rượu vang này đó không? Và nó có phải là đế quốc thực dân không? Tại vì nó sâu chuỗi lại đó. Ừ, sâu nên chuỗi lại. Nãy giờ là anh dẫn em từ Pháp mà qua tới Anh, xong giờ qua tới Bồ Đào Nha. Dạ. Chốt đi, 3, 2, 1, chốt. Chốt. Nào, mở đáp án. Bồ Đào Nha. Chắc rồi. Bồ Đào Nha. Yeah. Cảm ơn anh. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Nhiều di sản thế giới. Thủ đô Lisbon, bán đảo Iberia. Chúng ta xem số tiền có được bao nhiêu. 23 triệu 500 ngàn đồng là kết quả của 3 vòng chơi. Cộng với vòng 4, Hà có số tiền là 35 triệu 500 ngàn đồng. Cho chúng tôi kết nối với hiện trường. Sau khi kết thúc vòng 4 thì chị Hà đã mang về số tiền thưởng là 35 triệu 500 nghìn. Đây cũng không phải là số tiền quá lớn nên chỉ còn một vòng cuối cùng nữa thôi. Chị Hà hãy cố lên nhé. Tất cả mọi người ở đây luôn ủng hộ chị. Chị Hà ơi, cố lên. Rồi, cảm ơn mọi người. Chút xíu mình sẽ gặp lại nha. Bây giờ chúng ta còn vòng chơi cuối cùng. Cố gắng. Cố gắng chúng ta có 30 triệu đồng. Vòng chơi thứ 5, vì bạn xứng đáng. Bắt đầu. Ừ. 30 triệu đồng với câu hỏi như sau. Câu gì đây? Ai? Gợi ý. Nhân vật lịch sử. Nào, 9 gợi ý còn lại chúng ta phải mua. Giá trị thấp nhất là 150 ngàn, cao nhất là 9 triệu. Bắt đầu máy tính trộn lẫn các con số với từ 1 đến 9. Chọn đi Hà. Em chọn số 5. Mở số 5. Mệnh giá số 5 là 150 ngàn đồng. Xem gợi ý. Nhà văn hóa lớn. Tức là nhân vật lịch sử. À, mình chưa biết ở đâu nhưng mà để nói như thế mình cứ liên tưởng, đang liên tưởng tới Việt Nam. Một cái nhà văn hóa lớn tức là Bác Hồ chẳng hạn ha. Nhân vật lịch sử đó. Nào, chúng ta mua tiếp một số nữa. Em chọn số 7. Mở số 7. Mệnh giá số 7 là 30 triệu. Hà ơi, ơi Hà ơi, tiền đi đâu hết, 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 hết luôn. Thôi rồi, cái điều mà mình lo lắng nhất á, thì nó cũng đã ra rồi. Thì thôi, còn lại thì mình cũng đỡ áp lực hơn. À, vậy đi, nói vậy cho vui đi, coi như mình. Vậy đi, đúng rồi đó. Cố gắng lên, 9 triệu mua được gì? Mở. Đặt tên cho nhiều tuyến phố lớn. Ở Việt Nam chúng ta có những con phố lớn thường đặt là gì? Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, vân vân. Đó, em hình dung được rồi đó. Dạ. Tiếp tục đi. Em chọn số 3. Mở số 3.
Mệnh giá số 3 là đó, thấy chưa, nó sợ nó ra 1,2 triệu thấy không? Mình sợ nó ra lớn còn không sợ nó ra nhỏ. 1,2 triệu mua được gì? Bị đầy như côn đảo. Em biết. Cái gì? Cô Võ Thị Sáu. Anh thông báo cho em biết đó, là rất nhiều đồng chí của chúng ta đã bị đầy đi côn đảo. Dạ. Bác Tôn có nè, Võ Thị Sáu cũng có nè, rồi ai nữa, nhiều người bị đầy côn đảo lắm. Em chọn số 1. Mở số 1. Mệnh giá số 1 là $300,000. Xem nghĩ. Học trò Bác Hồ có mấy người thôi? Nào, em nói đi. Bác Giáp, Bác Tôn. Bác Giáp, Bác Tôn. Bác Duẩn. Bác Lê Duẩn, đúng rồi. À. Bác Mười. Thì hồi đó giờ những cái bác đó em đã nghe đâu đó có nói rằng đây là một nhà văn hóa lớn, nhưng mà học trò của Bác Hồ thì có nhiều người. Nhiều người. Thử xem. Nhiều người mà bị đầy đi côn đảo thì một số nữa. Nào, dạ. Nếu em chưa ra được em một số nữa đi. Em chọn số số mấy? Số 4 ạ. Mở số 4. Mệnh giá số 4 là $4,500,000. Trời ơi. Cố gắng nha. Cái này mình có được dữ liệu tốt mình chốt luôn. Dạ. Nào, mở cho tôi xem gửi. 1906-2000. Mất năm 2000. À, mất năm 2000. À, bác Phạm Văn Đồng. 1906-2000 nè. Hình như đúng năm đó là bác Đồng mất đấy. Chốt. Em chốt. Chốt gì? À, nhân vật lịch sử bác Phạm Văn Đồng. Anh đừng hỏi tại sao nữa. Nào, Phạm Văn Đồng. 3, 2, 1. Chốt. Như vậy là bà Nguyễn Thị Hà đã chốt Phạm Văn Đồng. Chúng ta xem đáp án. Văn Đồng. Rồi, chúc mừng. Xem những gợi ý còn lại. Thủ tướng tại vị lâu nhất Tô Tịnh Quảng Ngãi, huân chương sao vàng. Bác Phạm Đồng còn rất nhiều thông tin hay nữa ha. Hôm nào chúng ta về mua cuốn sách bác Phạm Văn Đồng đi, thì chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin nữa. Bây giờ thì mình xem tổng số tiền em chơi được 5 vòng chơi là bao nhiêu. 35,500,000 đồng là kết quả của 4 vòng chơi trước. Cộng với vòng 5, Hà có số tiền là 50,350,000 đồng. Cũng là con số đẹp đấy ha, nó cũng tròn tròn chút xíu. Và bây giờ thì chúng tôi đã có kết quả, đó là 50,350,000 đồng. Người dẫn chương trình ở hiện trường ơi, hãy thông báo cho gia đình anh Tản ở quận 4 biết nha. Sau khi kết thúc vòng 5 thì chị Hà đã mang về số tiền thưởng là 50,350,000. Là bây giờ xin được phép ghi số tiền thưởng đó ra nhé. Đây là số tiền thưởng mà chị Hà đã đạt được. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi sự xuất hiện của anh Tản nhé. Ở
Em xin được chào anh Tảng và hai cháu. Em là Lâm Vĩ Dạ, đến từ chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Ngày hôm nay thì chương trình cũng đã biết đến hoàn cảnh của anh và có một món quà nho nhỏ muốn gửi đến cho anh và gia đình. Và ngày hôm nay thì ngoài em ra cũng có sự có mặt của anh Dương Hồng Hải đến từ Hà Eva và những người thân của anh. Và trước khi mà trao món quà này cho anh Tảng cùng với gia đình thì em xin hỏi chút xíu về hoàn cảnh gia đình mình anh hả? Tình hình sức khỏe của anh dạo này ổn không anh? Vẫn bình thường, nó rất tốt. Dạ, em thấy anh cười rất là tươi. Dạ. Còn hai cháu thì bây giờ cái việc học hành như thế nào ạ? Hai cháu thì coi như là năm lớp 8 là hai cháu học là coi như đạt được học sinh giỏi. Cho em hỏi là công việc hiện tại của anh giờ là như thế nào ạ? Nói chung là coi như là công việc là hiện tại là chủ tịch hội người mù quận 4. Yeah. Đó là coi như là cái mục đích của là coi như giúp đỡ cho những người có những cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Thế thì cái nguồn thu nhập chính của mình hàng ngày là gì? Nói chung cái nguồn thu nhập bằng là coi như cái tiền trợ cấp lương của nhà nước mà coi như trả cho thương binh á. Nói chung là coi như cái vấn đề cuộc sống á, thì cái ngoài đồng lương đó thì nó rất là khó khăn. Bản thân là coi như mình cũng phải là coi như ráng cố gắng lo cho con. Vì là coi như đã tạo nó ra thì cũng phải lo cho nó tới nơi tới chốn để coi như là nó đạt được những cái gì mà là coi như ấy. Có khuyên con á, là cứ ráng học. Học chừng nào mà là coi như chừng nào mà hết muốn học nữa thì thôi. Ước mơ của hai con khi mà lớn lên sau này sẽ làm cái gì hả? Ước mơ gia đình của con khi lớn là muốn làm cầu thủ. Ủa tại sao lại chọn cái nghề cầu thủ? Dạ, bây giờ các bạn là đam mê của con. Để theo đuổi cái đam mê đó thì hiện tại anh em đã lập cái kế hoạch gì cho nó chưa? Con sẽ cố gắng hoàn thành việc học của hôm trước. Song song đó sẽ cố gắng học, cố gắng tập luyện để nâng cao, để tiếp xúc cho đam mê của con. Tình hình kinh tế, nếu con không thực hiện được đam mê, con sẽ làm một nó làm một công việc khác để lo cho bà con và tiếp xúc cho ước mơ bây giờ. Để tiếp xúc cho niềm đam mê của hai con và tri ân những đóng góp của ba, thì ngày hôm nay cô Nguyễn Thị Hà đã đến với chương trình Vì Bạn Xứng Đáng và cô Lâm Vĩ Dạ cũng đại diện chương trình đến đây để trao món quà đó cho gia đình anh Tảng. Và trước khi đến với món quà này thì xin mời gia đình anh Tảng cùng với tất cả mọi người ở đây hãy hướng về màn hình để kết nối với chị Nguyễn Thị Hà. Chị Hà sẽ có vài lời gửi đến gia đình anh Tảng. Có lẽ anh không nhìn thấy Quỳnh Linh nhưng mà chắc chắn anh cũng đã nghe giọng nói. Quỳnh Linh đã rất nhiều lần làm chương trình cùng với ở quận 4 rồi ha. Và ngày hôm nay thì Quỳnh Linh cũng đứng chung sân khấu với doanh nhân Nguyễn Thị Hà cùng tham gia chương trình, cùng cố tìm ra những đáp án đúng để có thể đem về số tiền thật cao. Nhưng ngày hôm nay có lẽ là một ngày cũng chưa được đẹp lắm nên số tiền nó cũng tròn tròn hơn một nửa chút xíu. Anh cũng thông cảm với Nguyễn Thị Hà bởi cô ấy là doanh nhân lần đầu tiên ở sân khấu nên gặp rất nhiều áp lực ha. Quỳnh Linh nghĩ rằng với món quà ngày hôm nay cũng là một con số rất là ấn tượng, rất là đáng nhớ với anh và gia đình. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm nhận từ doanh nhân Nguyễn Thị Hà. Mời bạn. Dạ em chào anh Tảng cùng với gia đình. Thực ra khi mà nhận lời tham gia chương trình thì em rất là thoải mái và cũng đã tự tin để hôm nay cố gắng làm sao dành tặng anh một món quà. Số tiền đúng như ban đầu mà ban tổ chức đưa ra đó là 100 triệu đồng. Tuy nhiên là cũng giống như anh Linh vừa nói là em rất là áp lực bởi vì cái hình ảnh của anh cũng như hoàn cảnh của anh nó luôn ám ảnh em. Với một cái người hy sinh thân thể của mình cho đất nước để cho chúng em ở đây có được sự bình an cũng như là để làm tốt, làm đẹp cho xã hội thì không mất mát nào có thể bù đắp được với cái nỗi mất mát lớn của anh. Và em hôm nay cũng đã giành được 50.350.000 từ chương trình và em cũng xin bù đắp lại thêm cái con số để làm tròn. Em xin tặng anh thêm 50 triệu là số tiền hơn 100 triệu đồng gửi đến anh và kính chúc anh có nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho xã hội. Và Lâm Vĩ Dạ xin được phép trao số tiền là 50.350.000 đồng cho anh Tảng cùng với gia đình. Dạ, em xin gửi anh rồi. Dạ anh ơi, ngoài ra thì anh Hải đại diện cho công ty Hà Eva cũng có một món quà xin gửi đến anh và gia đình. Dạ. Hôm nay Hải xin đại diện công ty Hà Eva cùng với cả chị Lâm Vĩ Dạ đến với chương trình Vì Bạn Xứng Đáng.
để trao cái giải thưởng cho gia đình anh. Và ngoài ra thì công ty cũng muốn có một cái món quà, một cái số tiền nhỏ là 50 triệu đồng để gửi đến anh và gia đình. Và hy vọng số tiền nhỏ này sẽ giúp anh và gia đình có thể trang trải cuộc sống, cũng như là giúp các cháu đạt được những cái ước mơ của mình. Yeah. Em xin trao phần quà tới anh. Yeah. Đại diện công ty thì em cũng xin chúc anh được nhiều sức khỏe, có thể lo được cho gia đình cũng như là hoàn thành ước mơ của các cháu, và ngoài ra hoàn thành các công việc liên quan đến xã hội. Cảm ơn anh Hải. Yeah. Dạ, ngày hôm nay thì với những cái món quà bất ngờ như thế này thì anh Tảng có cảm xúc gì không ạ? Nói chung được những cái món quà bất ngờ như thế này cho như tôi rất là cảm xúc, là coi như rất là cảm ơn chương trình. Và cảm ơn chỗ chị Hà và là coi như là chỗ cô chị Dạ đã là coi như đến đây giúp cho gia đình chúng tôi, để là coi như nhằm động viên cho gia đình và cho bản thân tôi là coi như được là phấn đấu và vươn lên nữa, cùng là coi như với xã hội để góp sức giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình được là coi như là được sống cuộc sống nó tốt hơn, rồi để cho cái xã hội này nó được là lành mạnh và là coi như là tốt đẹp hơn nữa. Em được biết là anh Tảng làm việc ở Hội Người Mù quận 4, thì sắp tới anh có những cái dự định gì cho những người ở Hội Người Mù mà? Thì sắp tới đây là coi như là ban chấp hành Hội Người Mù quận 4 nó có những cái kế hoạch như là giới thiệu là coi như cho người mù học nghề phù hợp với là coi như bản thân của người mù, như là coi như là kích cơm, rồi là coi như là massage trị liệu, rồi là coi như là dạy là coi như là xóa một chữ Braille cho là coi như người mù, để người mù tiếp cận được với những là coi như là cái nguồn thông tin như là dạy hướng dẫn là giới thiệu cho người mù học uy tín, là coi như để tiếp cận với cái nguồn thông tin là coi như là cập nhật mới là coi như hiện nay, rồi là giúp cho người mù dây vốn lại coi như để là coi như thực hiện cái chương trình xóa đói giảm nghèo chung của là coi như thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những cái kế hoạch là coi như mà ban chấp hành đã dạch ra từ đầu năm. Anh Tảng đã hy sinh một phần cơ thể mình cho Tổ quốc và đóng góp những việc làm ý nghĩa cho những người có hoàn cảnh giống như mình. Và ngày hôm nay Lâm Vĩ Dạ cảm thấy rất là vinh hạnh khi được đại diện chương trình mang món quà nhỏ này đến cho anh và gia đình, cũng như là một lời tri ân gửi đến anh. Em xin được chúc anh Tảng luôn luôn có nhiều sức khỏe để có thể nuôi dưỡng hai cháu, và chúc cho hai cháu có thể theo đuổi được cái ước mơ của mình. Và xin được một lần nữa cảm ơn anh, cảm ơn những cái gì mà anh đã đóng góp cho Tổ quốc và cho xã hội. Thời lượng dành cho chương trình Vì Bạn Xứng Đáng cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 vào lúc 16:30. Xin chào và hẹn gặp lại.